Nho sữa đổ bộ thị trường Việt Nam vài năm nay nhưng vẫn chưa hết hot. Thời điểm này, loại nho sữa quý tộc xuất xứ Trung Quốc tiếp tục phủ sóng các chợ online, tràn ra dĩa hè, bày bán la liệt trên các sạp hàng rong. Đáng chú ý, những chùm nho sữa khủng, trái màu xanh căng bóng bẩy, từng chỉ phục vụ cho giới nhà giàu, nay trở thành hàng bình dân. Hồi giữa tháng 6, nho sữa Trung Quốc có giá 150.000 đồng một ký, so với các loại nho Trung Quốc bán tại chợ khi đó. Nho sữa có mức giá đắt đỏ nhất, nhưng vẫn khá rẻ so với hàng cùng loại của Hàn Quốc và Nhật Bản. Sang tháng 8, nho sữa xuất hiện nhiều hơn trên thị trường với giá vài chục ngàn đồng một ký. Hàng VIP giá cũng chưa đến 100.000 đồng một ký. Trên chợ online, các đầu mối đang ồ ạt rao bán nho sữa với số lượng lớn. Giá của loại nho này cũng hạ nhiệt theo ngày. Trong đó, các loại nho đóng theo thùng có giá phổ biến ở mức 30.000 đến 40.000 đồng một ký, thậm chí có nơi bán chỉ 25.000 đồng một ký. Theo những người bán, do đang vào chính vụ thu hoạch nho sữa nên hàng nhiều, giá rẻ. Đây cũng là mức giá rẻ nhất kể từ khi nho sữa Trung Quốc xuất hiện tại chợ Việt.